Hôm nay được chi phơi nắng này, nay mới được nghỉ ở nhà một bữa này. Phơi nắng sáng rất là tốt cho chim, chim nhất là chim non sẽ hấp thụ vitamin D, chuyển hóa thành canxi, tốt giúp xương chim cứng chắc, màu lớn. Phơi nắng này sẽ giúp chim tiêu hóa tốt hơn, ăn uống tốt hơn thì sẽ mau lớn. Bởi phơi nắng có rất nhiều tác dụng các bạn. Chim ốm nên phơi nắng sáng nhiều. Nếu mà ngày nào cũng phơi thì càng tốt. Có thời gian là mình phải phơi nắng cho nó. Chứ nếu mà mình ốm trong chuồng ốm nhỏ hẹp mà tối hoài là chim nó dễ bệnh lắm. Thì cho nó ra nắng nó chơi chứ. Đó, phơi nắng thì có nhiều tác dụng lắm các bạn. Chim cũng thích phơi nắng ấm ấm áp, nắng sáng nha. Chứ các bạn đừng có phơi nắng chiều. Các bạn mà phơi nắng chiều thì chim nó sẽ rất nóng, thời tiết nóng mà dễ bị ngộp. Nắng sáng là tốt nhất. Mình phơi khoảng nửa tiếng tới 45 phút là được. Hoặc là bạn nào có thời gian đấy, cho nó tắm cát nữa. Tắm cát thì giúp chim nó rũ sạch lông, lông mượt. Sao mà mình tạo cho nó cái cảm giác mà thoải mái nhất thì nó sẽ khỏe mạnh. Đây bạn gạt tiền con. Chim mà mới nở cũng vậy nữa. Mới nở khoảng 2-3 tiếng ở trong lò mà thấy ráo ráo lông. Mà nở ngay buổi sáng, con nắng sáng thì các bạn phơi được là cứng, sẽ rất là cứng cáp. Xương nó cứng rất là nhanh. Nó cứng, xương nó cứng rất nhanh khi mới trong lò nó ấp ra. Mau tiêu hóa cái lòng đỏ trong bụng nó. Hôm nay xin kết thúc cái video phơi nắng cho chim ở đây. Các bạn mà có thời gian thì nên phơi nắng cho chim, rất tốt.